lỗi sai khi thực hiện một số tư thế yoga. Ở tư thế 9-2, nếu khớp hông của bạn chưa đủ độ mở, hãy điều chỉnh lại cổ chân để các ngón chân hướng theo hướng của đầu gối nhé. Vẫn ở tư thế 9-2, bạn có hay bị đẩy bụng đẩy ức về trước như này không? Võng lưng. Bạn hãy cuộn nhẹ vùng thắt lưng và hướng xương cột xuống, giữ cho hông, cổ chân và hai vai ở trên cùng mặt bằng nhá. Ok rồi, well done. Các bạn còn cần mình hướng dẫn tư thế nào nữa không? Hãy comment cho mình nhá.